Hi, xin chào tất cả các bạn. Và chắc chắn bây giờ thì chúng ta không thể nào thiếu được một cục sạc dự phòng. Nhưng làm sao để mà mình kiếm được một cục sạc vừa bền nè, vừa sạc nhanh nè, và lại nhỏ gọn, tiện lợi nữa. Thì chắc chắn rằng Xiaomi sẽ là một sự lựa chọn tốt nhất cho các bạn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu sạc dự phòng mới đến từ nhà Xiaomi. Và đây là một cục sạc mà hỗ trợ sạc nhanh cả hai đầu, tức là đầu vào và đầu ra, thì lên đến là 22.5W. Và bên cạnh đó thì nó còn rất nhiều công nghệ hiện đại khác. Bây giờ mình cùng test thôi nào. Và với cái phiên bản Xiaomi 22.5W này thì chúng ta sẽ có hai màu sắc, đó là màu trắng và màu xanh dương. Thì bây giờ mình cũng cho các bạn xem hai cái màu này luôn, bởi vì mình cực kỳ ấn tượng với hai cái màu này, nó sang và nó khá là đẹp. Và đây các bạn, đây là hai phiên bản hai màu khác nhau, đó là màu bạc trắng và màu xanh dương. Thì mình nhìn vào nó khá là nhỏ gọn và nó dẹp như thế này thì nó không tốn quá nhiều diện tích khi mà mình mang đi, mình nhét vào ba lô hay trong cặp rất là tiện lợi luôn. Và cái chất liệu của nó là hợp kim nhôm nên là nó khá là bền bỉ, và mình cầm vào có cảm giác nhám nhám, nó không có bị dính mồ hôi tay. Và ở trên này thì nó sẽ có bốn cái đèn led hiển thị về dung lượng pin của cục sạc, và nó sẽ có ba cổng ra luôn các bạn, một cái cổng là Type-C, hai cổng USB-A. Thì mình sẽ cho ra cả ba cổng này đều được luôn. Và cổng vào của mình sẽ là Type-C. Và với cổng Type-C này thì mình vừa sạc đầu vào và sạc đầu ra, nó hỗ trợ tối đa tốc độ là 22.5W nên là cực kỳ là nhanh. Ví dụ như là cái sạc nhanh cho Mi 11 hay là Redmi K40 Pro thì nó sạc trong vòng 2.6 giờ. Còn với iPhone 13 thì mình chỉ sạc trong vòng 2 giờ là nó sẽ đầy pin. Và với dung lượng là 10.000 mAh thì chúng ta sẽ sạc được, với cái iPhone 13 thì mình sạc được khoảng 1.9 lần. Thì đây là một cái thiết bị mà nó sẽ đem theo rất là tốt khi mà mình sử dụng những cái dòng điện thoại cao cấp. Và bên cạnh đó thì nó còn có một cái tính năng, đó là xả dòng điện thấp. Khi mà mình nhấn đúp vào cái nút kiểm tra nguồn thì bạn sẽ kích hoạt được cái chế độ này. Và cái chế độ này thì nó có thể sử dụng để sạc cho các thiết bị có dòng điện thấp như là Xiaomi Mi Band hay là tai nghe Bluetooth đều được các bạn. Và một cái công nghệ mà mình cực kỳ thích ở hai cục sạc dự phòng này nữa, đó chính là cái bộ điều khiển sạc USB thông minh. Nó tích hợp với nhiều cái bảo vệ dễ dàng đối phó với quá tải nè, phóng điện quá mức nè, đoạn mạch và các bất thường khác, để cung cấp khả năng bảo vệ đáng tin cậy cho các thiết bị điện tử của mình. Rồi, bây giờ thì mình sẽ test thử cho ba cái đầu ra của nó luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển về cái chế độ xả dòng điện thấp để mà mình sạc những thiết bị như là đồng hồ hay là dòng đeo tay. Thì mình nhấn đúp vào nút này hai cái. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cắm nguồn vào thôi. Đây, mình sạc đồng hồ. Rồi, mình sẽ test cùng lúc mình sạc cái iPhone ở cổng thường. Đây là USB Lightning. Rồi, bây giờ thì mình sẽ test luôn cái cổng thứ ba, đó là Type-C Lightning ở cổng sạc nhanh cho iPhone. Đấy các bạn. Vậy thì với mỗi cục sạc dự phòng mà nó có 3 cổng ra như thế này thì quá tiện lợi luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ test thêm cho các bạn xem về cái khả năng sạc siêu nhanh của cục sạc dự phòng này với dây C2C sạc cho Samsung nha. Đây, sạc siêu nhanh, 1 giờ nữa sẽ đầy. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu với các bạn một cái cục sạc dự phòng đến từ nhà Xiaomi. Về chất lượng nè, về độ sạc nhanh nè và độ bền của nó thì mình thấy đây là một thiết bị đáng để mua. Và với mức giá chỉ có 360.000 đồng mà Chiếm Tài Mobile đang bán thôi. Hãy đến ngay với cửa hàng nha. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like và subscribe ủng hộ kênh chúng mình.